Hoan nghênh quý vị đón xem bản tin tiếng Việt ngày 11 tháng 1 của đài truyền hình PTS Đài Loan. Đài Loan xuất hiện khối không khí lạnh có cường độ mạnh. Nơi có nhiệt độ thấp nhất toàn Đài Loan là xã Cung Quản, huyện Miêu Lật, với nhiệt độ đo được vào sáng sớm nay là 7,2 độ C. Theo Sở Khí tượng Trung ương nhắc nhở, vào sáng sớm ngày mai, tại 11 huyện thị có thể sẽ xuất hiện mức nhiệt độ thấp dưới 10 độ C. Đặc biệt tại khu vực Trung và Nam Bộ có mức nhiệt độ chênh lệch giữa ban đêm và ban ngày khá lớn. Nhắc nhở mọi người cần đặc biệt lưu ý. Sở Khí tượng Trung ương phát đi dự báo nhiệt độ thấp đặc biệt đối với 11 huyện thị của Đài Loan. Trong đó, vào sáng sớm nay, nhiệt độ tại xã Cung Quản, huyện Miêu Lật chỉ có 7,2 độ C, nhiệt độ tại khu đông thành phố Gia Nghĩa là 7,5 độ C. Các khu vực khác như Xin Hòa, Đài Nam, Tẩu Nán, Vân Lâm và Mín Xuống, Gia Nghĩa nhiệt độ đều dưới 8 độ C, tuy trời lạnh nhưng khô ráo. Đồng thời, do hiệu ứng bức xạ tản nhiệt vào sáng sớm nay, khiến Trung và Nam Bộ có mức chênh lệch nhiệt độ giữa ban đêm và ban ngày khá lớn. Vào sáng sớm ngày 12 tháng 1, nhiều nơi vẫn có thể sẽ xuất hiện mức nhiệt độ thấp dưới 10 độ C. Vào hai ngày trước, người dân liên tục nhận được tin nhắn cảnh báo cấp quốc gia để nhắc nhở cảnh báo vệ tinh do Trung Quốc phóng đi đã bay qua vùng trời phía nam Đài Loan. Nhưng nội dung tiếng Anh của tin nhắn lại sử dụng từ tên lửa gây tranh cãi, đặc biệt là sự chỉ trích của đảng đối lập. Còn vào hôm nay, Trung Quốc lại tiếp tục phóng thêm hai vệ tinh nữa. Ngày 10 tháng 1, Bộ Quốc phòng Đài Loan ra thông báo phát hiện 8 lượt máy bay quân sự và 5 lượt tàu chiến của Trung Quốc hoạt động ở khu vực xung quanh eo biển Đài Loan. Ngoài ra còn có một quả bóng bay đã vượt qua đường trung tuyến. Quân đội Đài Loan đã giám sát chặt chẽ và ứng phó kịp thời. Ngoài ra, Trung Quốc tuyên bố sẽ tiến hành hai nhiệm vụ phóng vệ tinh bằng tên lửa đẩy vào ngày 11. Vào ngày 9, Bộ Quốc phòng Đài Loan đã kích hoạt hệ thống cảnh báo cấp quốc gia về việc Trung Quốc phóng vệ tinh. Tuy nhiên, nội dung cảnh báo bằng tiếng Anh sử dụng sai từ khi viết vệ tinh thành tên lửa, gây ra làn sóng phản đối trong các chính đảng. Theo Đảng Quốc dân chỉ ra rằng vào năm ngoái khi Trung Quốc phóng tên lửa, quân đội không công bố gì cả. Vậy mà lần này lại phát cảnh báo chỉ vì vệ tinh. Một số ủy viên lập pháp của Đảng Dân chúng cũng nghi ngờ về động cơ của phía quân đội. Vì thế, khó tránh việc người dân cho rằng đây là hành vi can thiệp bầu cử. Bộ phòng lên tiếng phủ nhận việc can thiệp bầu cử, nhấn mạnh quân đội Đài Loan tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc trung lập. Đối với các hoạt động phóng vệ tinh tiếp theo của Trung Quốc, vẫn sẽ cảnh báo và ứng phó thích hợp tùy theo mức độ ảnh hưởng. Ngoài ra, lần này tên lửa đẩy của Trung Quốc bay qua không phận Đài Loan ở độ cao trên 500 km và các mình vỡ đều rơi xuống lãnh thổ của Trung Quốc. Một số học giả cho rằng điều này không gây nguy hiểm tức thời cho Đài Loan. Về tính nhắn cảnh báo thảm họa của Đài Loan hiện có tổng cộng 23 loại, bao gồm cả không kích bằng tên lửa nhưng không bao gồm tên lửa đẩy mang theo vệ tinh. Theo dữ liệu thống kê về dân số của Bộ Nội chính, trong năm 2023, Đài Loan chỉ có hơn 135.000 trẻ sơ sinh chào đời, giảm hơn 3.000 trẻ so với một năm trước đó, lập mức thấp kỷ lục. Theo các chuyên gia cho rằng, vấn đề lương thấp và giá nhà đất cao chính là những nguyên nhân cốt lõi khiến ngày càng có nhiều người không muốn kết hôn. Vấn đề già hóa dân số ở Đài Loan ngày càng nghiêm trọng. Theo thống kê của Bộ Nội chính, tổng dân số của Đài Loan trong năm 2023 là 23,42 triệu người, tăng hơn 155.000 người so với một năm trước đó, chấm dứt tình trạng dân số giảm liên tục kể từ năm 2020. Trong đó, huyện Kim Môn có tỷ lệ tăng dân số cao nhất, tiếp theo là thành phố Đào Viên và huyện Tân Trúc. Tuy nhiên, số trẻ sơ sinh trong năm ngoái chỉ đạt 135.000 trẻ, giảm 3.000 trẻ so với một năm trước, lập kỷ lục thấp nhất trong lịch sử. Các bác sĩ sản khoa cho biết hiện nay nhiều người có quan niệm sinh ít con hoặc sinh muộn. Việc tranh thủ sinh con trong năm rồng cũng không còn sôi nổi như trước. Dự đoán tỷ lệ sinh trong năm nay cũng không mấy khả quan. Ngoài ra, các học giả cũng cho rằng mức lương thấp, giá nhà cao và giờ làm việc dài cũng là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến nguyện vọng kết hôn và sinh con của người dân. Thêm vào đó là số lượng người theo chủ nghĩa độc thân ngày càng nhiều. Các học giả đề nghị chính phủ nên tham khảo các chính sách khuyến khích sinh con của Hungary và Estonia, chẳng hạn như nâng cao trợ cấp kết hôn, tăng trợ cấp lương nếu sinh hai con và xây dựng thêm nhiều nhà ở xã hội để giảm bớt gánh nặng kinh tế, từ đó khuyến khích các cặp vợ chồng trẻ sinh con. Thứ Bảy tuần này là ngày Đài Loan tiến hành bỏ phiếu để bầu cử Tổng thống và Ủy viên lập pháp. Nhưng do lan dữ, hòn đảo ngoài khơi của Đài Đông có tình trạng thời tiết xấu, các chuyến bay và chuyến tàu chở khách liên tục bị hủy chuyến.
Ủy ban Bầu cử Trung ương đã khẩn trương bố trí tàu và hôm nay đã vận chuyển được phiếu bầu ra tới đảo Lan Dữ. Chỉ còn 2 ngày nữa là tới ngày bỏ phiếu để bầu Tổng thống và Ủy viên lập pháp. Nhưng đảo ngoài khơi thuộc huyện Đài Đông dạo gần đây có tình trạng thời tiết xấu, khiến nhiều chuyến bay và chuyến tàu khách liên tục bị hủy, gây khó khăn cho người dân về quê bỏ phiếu cũng như cho việc vận chuyển phiếu bầu. Rất may là Ủy ban Bầu cử Trung ương đã khẩn cấp bố trí một tàu khách vào ngày 11 tháng 1 vận chuyển phiếu bầu ra đảo Lan Dữ. Ngoài ra một số vùng núi thuộc huyện Đài Đông vì người dân thưa thớt nên tại 3 điểm bỏ phiếu đặc biệt sẽ chỉ có duy nhất một cử tri. Vì vậy khi kiểm phiếu sẽ lập tức phát hiện những cử tri đó bỏ phiếu cho ứng cử viên nào. Vào ngày 9 tháng 1, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự luật để loại bỏ thói quen ăn thịt chó. Theo đó, cấm các hành vi nuôi chó, giết mổ và tiêu thụ với mục đích lấy thịt để ăn. Người vi phạm sẽ bị xử phạt 3 năm tù giam hoặc quy đổi thành mức tiền phạt tương đương với 700.000 đài tệ. Những chú chó bị nhốt trong lồng liên tục phát ra tiếng kêu rên, trong khi người nuôi đi đến từng chiếc lồng để cho chúng ăn. Để đến khi những chú chó này đủ lớn thì sẽ đưa đi giết mổ lấy thịt. Trong tương lai, những cảnh tượng tại các trại nuôi chó lấy thịt như thế này sẽ biến mất ở Hàn Quốc. Ngày 9 tháng 1, Quốc hội nước này đã thông qua dự luật mới với 208 phiếu ủng hộ, 0 phiếu phản đối và 2 phiếu trắng. Theo đó, sẽ cấm nuôi giết mổ và tiêu thụ thịt chó trong tương lai. Luật mới được thông qua khiến các nhà hoạt động vì quyền động vật vô cùng phấn khởi, vì Hàn Quốc cuối cùng cũng đã có thể xóa bỏ tiếng xấu là quốc gia ăn thịt chó. Từ hàng trăm năm nay, thịt chó được cho là món ăn để tẩm bổ ở Hàn Quốc. Ước tính hàng năm có tới hàng triệu con chó bị giết lấy thịt. Truyền thống này gây nhiều tranh cãi trên thế giới, nhưng mỗi khi thảo luận về việc cấm ăn thịt chó thì đều vấp phải phản ứng quyết liệt của những chủ kinh doanh. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, số lượng người nuôi thú cưng ở Hàn Quốc ngày càng tăng đã làm thay đổi quan niệm về việc ăn thịt chó. Cộng thêm Tổng thống Hàn Quốc cũng thuộc nhóm những người yêu động vật, nên sau khi lên nắm quyền, ông đã thúc đẩy đạo luật cấm ăn thịt chó, đồng thời đề xuất trợ cấp để thuyết phục những người kinh doanh ngành này đổi nghề. Luật mới sẽ có thời gian ân hạn là 3 năm, sau đó mới chính thức có hiệu lực. Tới khi đó, hành vi nuôi bán và giết mổ chó lấy thịt có thể sẽ bị phạt mức cao nhất là 3 năm tù giam hoặc 30 triệu won, tương đương với 700.000 đài tệ. Còn về người ăn thịt chó thì hiện chưa có quy định xử phạt rõ ràng. Vừa rồi là bản tin tiếng Việt đài truyền hình PTS Đài Loan. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Phần cuối của bản tin xin mời quý vị đón xem cứu hộ động vật ở Serbia và xin hẹn gặp lại.